Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm bún thịt nướng mọi người ạ. Mình ăn bún thịt nướng. Mời mọi người ăn tối cùng với gia đình mình nha. Nhưng mà mọi người đi. Xin chào mọi người. Mời mọi người cùng ăn. Đấy mọi người ơi, đây là bún thịt nướng nhà mình này. Đơn giản thôi mọi người. Đó, mình có chả giò. Cái chả giò này nó hơi bị màu nâu nâu đậm á, là chẳng qua lúc mình ấy bánh tráng á, mình làm với cola á mọi người. À, đây là tô nước mắm của mình. Rau sống này, rau bún này. Ông xã mình không ăn nước mắm thì là có, mình có làm nước xì dầu trong xã mình. Đấy là hai con à. Chào mọi người đi. Chào cả nhà. Chúc mọi người ăn ngon. Đây mời mọi người vào cùng bàn với gia đình mình nha. Let's eat. Cả nhà cùng ăn tối với gia đình mình nhé. Tụi con tự múc cho con ăn. Mình phải làm cái này là đầu tiên hôm sáng mình ăn kiểu này với con gái mình nữa. Mình phải làm trước. Đưa bún in the box chứ. Mắc là ông tờ gia ru là cái hai cái ru rồi đó. Bún nó hơi bị này. Đấy, mình cho bún vô. Đấy, mình cho rau vô. Lần đầu tiên con gái mình với ông xã mình ăn ăn bún này mọi người, cho này rau thơm này mọi người. Mình cho rau thơm vô. Cho rau vô, con cho rau vô mình thơm nữa. Rau. Rau. Mình đi xong rồi, con rau mềm. Mình gắp thịt cho. Để nó gọn như thế, cho con để gì vậy? Con thấy nó gọn như vậy này. Để sao? Để nhìn tô bún nó bị đẹp. Mình quên mấy cái leo xong thêm vô nữa chút xíu rồi. Mình gắp thịt cho, con bỏ thịt. Con bỏ vô. Đấy, mình mới gắp thịt đấy. Mấy cái ô xa rô vậy chứ? Thế bắt đấy. Hết ra đi flat in the land. Này, nó không biết. Thịt vào xong rồi. Kéo rồi. Ngay bắt đầu mình cho chả giò vô. Rồi. Mình cắt chả giò này. Không bao thêm. Nhưng mà nọc xà lá bay đùn nọc nít rồi đó. Sao mấy? Nít. Yeah. Nít, sao vớ. Cái nữa không? Tin. Đó mình lại chặn, bắt đầu mình cho nước mắm vào. Hồng xã mình không ăn nước mắm mà ăn nhẹ nước tương, mình làm nước tương em xã mình. Tôi không thích nước mắm. Nevertheless. Cho nước mắm. Do we have here? Mm. Oh, shit. Peanut. Thịt thì xong rồi. Đấy, mấy con đảo lên nè. Đấy, đã ăn. Đảo lên. Đảo lên. Luôn. Mọi người nè, nhìn nó, đây là bún thịt nướng nhà mình nè. Sao mình đảo lên mình ăn. Cho nó thơm nè, kia đảo lên nè. Vậy cái cần ít thìa để đảo cho nó dễ lắm. Xin mời mọi người nhé. Mọi người miếng chả này mọi người. Nay mình mua cái chả này là của nó là chả, chả nem Hà Nội mọi người. Mọi người. Mời cả nhà. Mùi to lên. Mời cả nhà.
Dat is van boven. Zijn boven vandaag? Ja. Oké. Goed. Ja. Nóng lắm, ăn cũng nóng mọi người. Đó, mấy cái đấy. Ông xã mình, con gái mình lần đầu tiên ăn kiểu này. Một cái ok, đúng. It's good day, so it's good. Hết không? Hết. Gạo xin hết. Xã mình cho xong bao nhiêu cay. Đã lấy hả? Ok. Thêm gì không? Thì sao anh ăn được bánh cúp không? Hả bà? Rồi chứ. Những con ốc xoay mẹ tương ớt bay đường ấy gặp lấy kề đẹp. Đó. Xuống. Đó. Bắt đầu. Đảo. Đảo, này. Nó không xoay mình lấy tương ớt, mới cùng không ăn. Thật sâu sâu hút. Thôi xong bố. À, mọi người. Đói nữa, ngoài trời thì mưa, ngoài trời mưa ướt át. Con gái lớn rồi, ăn món gì cũng ăn với ông xã mình bắt đầu. Cũng bắt đầu dễ ăn một chút rồi á, nên mình làm đồ ăn này. Nói cho em cười. Nếu bên bây xin bực khiến bây xin mắc được ế trở ra con ít mía mà cái ế trở ra. Thì bây giờ tôi mắc con cái ế. Anh sáng hỏi ngay lúc đó. Ông là người đứng ăn hình. Bây giờ xin mắc không? Bây giờ mày ở phía sau đi. Nó sẽ phía sau. Ông nước mắm. Thế của ông? À, nì. Rút hút. Nì đăng kia. Ik heb ziek makkelijk. Nou, een lekker lumpia als je ook. Ja, toch? Ja. Wat heb jij nou? Eerlijk gedeeld hoor. Chả giòn này mọi người, lúc mình tráng lắm, mình cuốn á. Mình lấy cái cola bên ấy, với lại chanh, mình bắt tí chanh vô, mình cuốn. Nó là các cái màu nâu. Nó màu nâu à mọi người nhìn không? Mà ăn ngon. Đây là nem, nem chả Hà Nội ấy mọi người. Đâu nữa? Nem chả Hà Nội đây nhá. Lần đầu tiên mình mua, còn thường mình mua cái loại bánh tráng kia mình làm cơ. Good, lấy cơ bóng. Ngon không? Rất ngon. Rất ngon. Ngon không con gái? Ngon. Nãy mình nói là mình làm chả giò thôi, cái hai cha con bảo yeah, chả giò. Nhưng mình đâu có nói là mình ăn bún thịt nướng đâu. Nên mình tập cho ăn bún thịt nướng.
Mùa thu bên này chán lắm mọi người ơi. Mưa, ướt áp, không đi đâu hết. Mà cũng không muốn làm gì luôn á. Tại thời tiết này chỉ có cho mình là mình đắp chăn để ngủ thôi mọi người. Hoặc có con coi phim thôi. Nhớ sư tử phía xong bảo bảo Nó tỉnh giữa còn tỉnh chứ. Hết tỉnh chứ ra mà. Trần hôn tỉnh chứ mà sư bài xe. Đi trước khai cấp. Khai kia vậy em. Đi em. Khai lắm. Khá mình cho nhiều xong bao quá. Đó là cay, nhỏ ăn xít xà. Chú mai cho biết là gì không thế? Này, em có câu chuyện kìa. Này, em có. Này thiếu đồ chua mọi người. Sao không làm đồ chua như nữa. Cà rốt muối chua nữa. Vandaag dit, morgen bij ons patat. Een frikot. Jessen. Morgen. Kunt u? Ja, misschien goed onthouden. Ja, ik ben online aan mij. Mij die aan khoai tây chiên, mọi người. Khoai tây chiên bên bỉ ngon mọi người. Nhà mình qua bỉ cũng gần, không xa. Mình ở gần ranh giới bỉ á. Ben jij daar nooit geweest in België, wel? Mm-hmm. En die friet ook? Nee. Oh. Jawel. Misschien een auto eten, hè? Ja? Bak bak kia, hè? Mình xin xe mình ăn, hè? Mm. Quán nó đông, hè? Nhớ không? Nó đứa con còn nhỏ, có khoảng 5 tuổi. Ấp được. Die friet zijn ook geweest. Mm. Nog wel lang geleden. Ừ. Sáng mình nói là bên bị có cái quán bà tát rất là ngon, nó gần chỗ nhà mình thôi, mình đi khoảng 20 phút đó, 15-20 phút là tới. Này chúng ta sẽ làm gì? Sao mà vậy? Nè, plan từng làm, hết ốc. Nên mình được fitness, tôi mình auto mà từng làm hết ốc, tôi từng làm plan. Lúc đấy là con gái mình nó còn nhỏ, nó khoảng chắc khoảng bé, lúc đấy khoảng bé 15 tuổi, 4-5 tuổi nhỏ. Mà từ hồi đó đến giờ là mình chưa có quay lại để ăn rồi. Bữa nào mình sẽ đi tới đây ăn. Mình review cho mọi người xem nhé. Khoai tây chiên của Bỉ nhá. Okay, wat eet je nou? Wat is het? Bún thịt nướng. Bún thịt nướng. Bún chả giò. Nou, wat een vlees. Wat een vlees voor me. Bún chả giò thịt nướng. Ja. Nó, nghe hết đĩa. Không, bún chả giò. Nó. Chả giò. Anh ấy đũa cho anh ấy. Mấy cái thìa nữa con lấy nhanh nhanh cho nó dễ. Het lijkt zo mooi als het niet noemt. Nee. Kan ik even zo? Nee. Huh?
Ăn nước mắm không cay à? Nước mắm không cay. À có. Rồi. Không chẳng là nước mắm cay không? Dat is nog zo'n rolletje. Nee, doe mijn boeren erbij alles. Nee, ik heb liever eerst een rolletje voordat die kleine zo op heeft. Nee. Die heb ik al twee keer gepakt, jij, hè? Heb ik wel gezien. Die rolletjes. Twee keer al. Oh, wacht, zeg, 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 zeg. Ik ben zo'n min, maar Anna, kom wat je kap rauw, dan ben ik kap. Zo'n min, nou, nou, hè. Zo. Hallo. We zeuren dat ik dik word. Dat vind ik gek. Nou. Nee. Vlees. Mag ik vlees? Maar ja, een rolletje. Dat dan weer. Mọi người lắm. Veel rolletjes. Hoi, video mình cũng đã dài rồi nhá. Mình xin chào tạm biệt mọi người nhá. Mọi người nhớ yêu thương gia đình mình á, hãy nhấn like cho gia đình mình nha mọi người. Nhớ chia sẻ, đăng ký và chia sẻ nha mọi người, để mọi người đều biết đến kênh của gia đình mình nhé. Mỗi cái like của gia đình của mọi người ấy là cái tim mình nó rất là vui vẻ. Hẹn mọi người video mới tiếp theo nhé. Mình ở đây, hẹn mọi người video mới tiếp theo. Chắc mà không? Chắc mà không? Ring the bell. Push the notification button. Ông xã mình nói là nhớ please subscribe and share. Nhớ đăng ký nhấn chuông nhé mọi người. Bye mọi người. Hẹn mọi người video mới tiếp theo. Bye. Bye.